Cẩm Tú và Việt Anh kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại đạt kết quả cao, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Không dùng một sáng kiến, xét nhiều hình thức khen thưởng. Đầu tư khang trang, thế nhưng các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh tại các huyện, thị, thành phố chưa hoạt động hết công năng. Kính thưa quý vị, việc giải quyết đơn thư khiếu nại đạt kết quả cao, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Đó là một trong những nội dung được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái kết luận tại buổi giám sát việc ban hành các quyết định hành chính dẫn đến khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2016 đến nay diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 9. Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, trong ban hành quyết định hành chính, tỉnh thực hiện khá nghiêm túc, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan hành chính cấp tỉnh trong việc giải quyết về khiếu nại quyết định hành chính của mình ban hành trong thời gian qua. Việc này đã góp phần kéo giảm tình trạng khiếu nại khiếu kiện về đất đai ở địa phương, nhất là vụ việc khiếu nại đông người. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại đạt kết quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thì đối với các cái quyết định hành chính mà chúng ta do sai, bị hủy, nhân dân á thì cần làm rõ cái nguyên nhân chủ quan để chúng ta làm rõ trách nhiệm của tập thể, của cơ quan, của cá nhân trong nghiên cứu, trong tham mưu và người ban hành quyết định pháp luật để chúng ta chấn chỉnh, chúng ta rút kinh nghiệm chấn chỉnh để làm sao là ta khắc phục hạn chế thấp nhất cái tình trạng này. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị khi ban hành quyết định hành chính giải quyết khiếu nại cần chú ý khâu đối ngoại, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu ban hành giải quyết các quyết định hành chính làm sao có chất lượng đảm bảo pháp lý, tránh được sai sót dẫn đến việc phải hủy các quyết định. Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua, nhiều bộ ngành địa phương đã ban hành quy định về việc phân biệt các sáng kiến cấp cơ sở, cấp bộ, ngành, tỉnh và sáng kiến cấp toàn quốc, từ đó dẫn đến việc công nhận sáng kiến không đúng quy định. Theo đó, Bộ Nội vụ lưu ý một số sáng kiến chỉ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng. Đối với sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được dùng trong xét hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến để xét nhiều hình thức khen thưởng. Thưa quý vị, để tránh hiện tượng làm thu đầu năm học dưới mọi hình thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ văn bản thông tư hướng dẫn về vấn đề này, đề nghị các địa phương, các trường phổ thông tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiến tới mọi khoản thu không dùng tiền mặt sẽ khắc phục được một phần tình trạng làm thu đầu năm học trong khối các trường phổ thông. Còn đối với các khối trường đại học cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý trực tiếp tài chính của từng trường, chỉ quy định cơ chế thu quản lý học phí. Tuy nhiên, các trường khi có những khoản thu khác theo dịch vụ phải công bố công khai minh bạch với người học, phải đúng quy định pháp luật. Các cơ quan quản lý trực tiếp các nhà trường có chức năng thanh tra, kiểm tra việc này. Riêng với các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra. Tây Ninh có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách vì có nhiều điểm đến vừa đẹp hoang sơ, vừa mang yếu tố tâm linh, vừa kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ, giá trị ngành du lịch liên tục tăng trưởng cao trong những năm gần đây. 6 tháng đầu năm 2023, Tây Ninh thu hút 3,5 triệu lượt khách tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt 1.450 tỷ đồng. Kéo theo đó là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành trên địa bàn tỉnh ghi nhận những con số tích cực. Mời quý vị đến với những phân tích của phát thanh viên Việt Anh. Cảm ơn Cẩm Tú. Kính thưa quý vị, tháng 8 năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước. Đáng chú ý là hoạt động dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 1,37%. Hoạt động dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 0,44%. Hoạt động dịch vụ lữ hành đạt 1,44 tỷ đồng, tăng 0,57%. Lũy kế 8 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và hoạt động dịch vụ khác đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tây Ninh tiếp tục trở thành một trong những điểm đến nổi bật trong cả nước. Chất lượng phục vụ dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, tạo động lực lợi thế thúc đẩy phát triển của du lịch tỉnh nhà. Và chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Xin được cảm ơn Việt Anh. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những nội dung chi tiết khác. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung phát triển hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn để giúp người dân khu vực nông thôn tiếp cận với các nền tảng số, phục vụ nhu cầu thiết yếu. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến ấp, khu dân cư và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện. Phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, 71 trên 71 xã có điểm phục vụ bưu chính, đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, có dịch vụ viễn thông như điện thoại di động sử dụng 3G, 4G, Wi-Fi, Internet. 100% cán bộ công chức được trang bị máy vi tính, được kết nối mạng Internet và trang bị kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, 80% thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. Thưa quý vị, các trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh của các huyện, thị, thành phố được đầu tư khang trang, có các mặt bằng rộng đẹp ở khu vực trung tâm. Dù đã được phục vụ rất tốt nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, nhưng vẫn có một thực tế là các hạng mục chưa được sử dụng hết công năng. Phần lớn thời gian, đặc biệt là trong giờ hành chính, thường có rất ít người đến. Đây là một sự lãng phí không nhỏ nếu xét ở góc độ quản lý và kinh tế. Có diện tích lớn nhất trong các trung tâm cấp huyện là trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Bến Cầu với quy mô rộng tới 8 hectare. Trung tâm được đầu tư kinh phí xây dựng nhiều hạng mục công trình như sân bóng đá, đường chạy điền kinh, hồ bơi, sân quần vợt, nhà thi đấu đa năng. Nơi đây đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện với 10 trên 17 môn thể thao theo quy định của tỉnh. Tuy nhiên, cũng như nhiều trung tâm cấp huyện của nhiều địa phương khác, hầu hết trung tâm của huyện chỉ hoạt động sôi nổi vào một số thời điểm nhất định. Phần lớn thời gian, đặc biệt là giờ hành chính, có rất ít hoạt động tại đây. Để đa dạng hóa dịch vụ, thực hiện xã hội hóa, trung tâm cần kêu gọi đầu tư. Nhưng đến nay, trung tâm vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất, nên không có cơ sở để kêu gọi đầu tư. Một là sẽ là hoàn chỉnh cái hồ sơ việc mà là cấp cái giấy quyền sử dụng đất. Cái thứ hai nữa là sẽ làm một thủ tục theo cái đề án mà cho thuê tài sản công á, mà trình Ủy ban nhân tỉnh là có cơ giấy thoáng phê duyệt để mà kêu gọi các nhà đầu tư. Là các đô thị lớn của tỉnh, thành phố Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng có lợi thế thu hút kêu gọi xã hội hóa. Tuy nhiên, tại các trung tâm này, việc xã hội hóa cũng mới chỉ chủ yếu thu hút sự hỗ trợ tài trợ cho một số hoạt động tại đây. Xã hội hóa sâu rộng hơn nữa là thu hút kêu gọi đầu tư các cá nhân, doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ tại các trung tâm này vẫn chưa thực hiện được do thiếu một cơ chế rõ ràng. Do đó, trong giờ hành chính, các mặt bằng này vẫn thường xuyên bỏ không, gây tiếc nuối. Chúng ta vẫn chưa có một cái cơ chế rõ ràng, thành phố chưa thể xã hội hóa trong thời điểm này. Khi mà chúng ta xã hội hóa những cái công trình thể thao này thì nó phải có một cái định mức cụ thể. Chứ không phải không thể nào mà mỗi địa phương xây dựng một cái mức cho thuê riêng, như vậy thì nó sẽ bất hợp lý, cũng như nó sẽ gây cái dư luận nó không tốt. Trong tháng 6 vừa qua, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có đợt giám sát về việc xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể dục và thể thao trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, việc ban hành các chính sách hướng dẫn nhằm thu hút đầu tư để phát triển xã hội hóa còn chậm, chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế. Giai đoạn 2019-2022, trên địa bàn tỉnh không có dự án xã hội hóa nào được phê duyệt. Là các thiết chế văn hóa mình toàn là nằm ở những chỗ đắc địa. Ở huyện thì nằm chỗ đắc địa của huyện, ở xã nằm chỗ đắc địa của xã, ở tỉnh nằm chỗ tại vì cái này, những cái chỗ này là để mà tập trung dân, tập trung bà con về sinh hoạt mà mình đâu có để vô chỗ hiệu lắm. Thì nếu mà tư vấn mà tính ra cái này á, thì là giá trị rất là lớn, là tỷ suất lợi nhuận thì không cao. Như vậy thì nó bất cập một cái là giữa cái bài toán tài chính và cái bài toán kinh doanh là nó không có hợp lý. Cũng vì những khó khăn nêu trên mà các trung tâm chưa được khai thác hết công năng. Một số nhà đầu tư quan tâm tiếp cận nhưng rồi sau đó cũng không đầu tư do tỷ suất lợi nhuận không đảm bảo. Các địa phương đã đề nghị tỉnh ban hành hướng dẫn sử dụng tài sản công mục đích cho thuê với cơ chế thoáng để các trung tâm có điều kiện phát triển hơn nữa, hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, đồng loạt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều chương trình hoạt động thiết thực tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.
Sáng ngày 11 tháng 9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2023 với sự tham gia của 50 học viên là bí thư, phó bí thư chi đảng bộ cơ sở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian 3 ngày diễn ra lớp học, các học viên được triển khai nghiên cứu các chuyên đề như hoàn thiện hệ thống chính trị ở địa phương trong tình hình hiện nay, một số vấn đề về công tác chính sách cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, một số vấn đề về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là lớp thứ 2 về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức được Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những vấn đề mới cũng như trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn công tác, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng ở cấp cơ sở trong thời gian tới. Ngày 11 tháng 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai giảng khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, chuyên đề phân tích thị trường và chuyển đổi số. Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh khi khởi sự kinh doanh có kiến thức để tự tin gia nhập thị trường với một kế hoạch kinh doanh bài bản và chuyên nghiệp, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay khi mà chuyển đổi số phát triển vô cùng mạnh mẽ. Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9. 50 cá nhân đến từ các doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về lập kế hoạch kinh doanh và các công cụ chuyển đổi số kinh doanh để có thể áp dụng thực tế vào doanh nghiệp của mình. Tối ngày 10 tháng 9, đồng loạt các địa phương trong tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận tại thị xã Hòa Thành, công an thị xã đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 2, khu phố 2, phường Long Hòa. Tình huống giả định là đám cháy xảy ra tại nhà người dân, nguyên nhân do pin sạc dự phòng kém chất lượng để sạc trên giường phát nổ. Theo đó, phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện theo 3 giai đoạn: phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Đám cháy chưa được dập tắt, huy động các đơn vị tham gia phối hợp, huy động các lực lượng phương tiện của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã Hòa Thành. Buổi diễn tập đã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ ban đầu, qua đó góp phần kiềm chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thời gian qua Tây Ninh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực, cũng như triển khai thực hiện các chế độ chính sách nhằm chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, việc tạo sinh kế cho các hộ thoát nghèo bền vững được đặc biệt chú trọng. Đây là cơ ngơi hết sức khang trang của gia đình bà Trần Thanh Nữ, năm nay đã gần 60 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành. Bà Nữ cũng không thể tưởng tượng được có một ngày cả gia đình được sống trong căn nhà đẹp đẽ như thế này. Bà vẫn nhớ như in những khó khăn vất vả thiếu thốn của thời gian trước, lúc hai người con còn ở tuổi ăn học. Thu nhập từ nghề tráng bánh thủ công lúc đó không đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình. Năm 2007 là dấu mốc chuyển nghề quan trọng của bà. Bà học nghề may quần áo và bắt đầu nhận may gia công. Với tiền công 50.000 đồng một cái áo, gần 100.000 đồng một cái quần tây, bằng sự tỉ mỉ chịu khó của mình, bà Nữ đã có nguồn thu nhập ổn định cùng chồng chăm lo cho gia đình. Nói chung là cái nghề này nó không tiền nhiều nhưng mà điều mình chăm chỉ cũng đỡ dữ lắm. Thì một tháng cô thu nhập cũng được 4 mấy 5 triệu. Đó, thì cô làm được con cái rồi nó cũng ăn học rồi nó cũng có công ăn chuyện mặn đó rồi nó làm phụ thêm rồi cô mới cất cái nhà này năm nay nè. Đầu năm 2023 cô mới cất cái nhà này nè. Đó, thì nói chung là cô lên là hộ thoát nghèo rồi. Thì trong thời gian qua thì hội phụ nữ xã luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo cũng như là hỗ trợ những phụ nữ khó khăn, nghèo để có được cái điều kiện để vươn lên trong cuộc sống với những cái hình thức như là hỗ trợ nguồn vốn vay, đồng thời mở cái những cái lớp dạy nghề ngắn hạn. Một trường hợp thoát nghèo khác là gia đình chị Lưu Thị Ngọc Dung, 44 tuổi, ngụ xã Thành Tân, thành phố Tây Ninh, thoát nghèo từ năm 2020 với nghề may túi xách ba lô. Chị Dung cho biết để có kinh phí lo cho ba người con, ngày trước ai mướn gì là chị làm đó, dù công việc có bấp bênh. Năm 2016, chị đi làm xí nghiệp may. Có cái nghề, chị lại muốn chủ động hơn trong công việc cũng như thuận tiện trong chăm sóc gia đình. Chị nghỉ làm ở xí nghiệp, vay được nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm 30 triệu đồng của Hội Phụ Nữ xã. Chị đầu tư mua 5 cái máy may công nghiệp, nhận hàng về may. Song song đó, chị còn hướng dẫn cho 4 chị em chung xóm biết may và cùng nhau thoát nghèo.
Tùy theo mình giỏi hay hoặc mình dở hay là mình xiên, thì tháng cũng được tầm 7 triệu, 10 triệu, cũng tùy theo tháng. Chứ không có tháng nào, tại mình mai tư nhân ở nhà mà, thì xiên thì mình làm nhiều. Bà Trần Thanh Nữ hay chị Lưu Thị Ngọc Dung là hai trong rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững với sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022, qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cho thấy tổng số hộ nghèo và cận nghèo đa chiều là 3.499 hộ, chiếm tỷ lệ 1,09%. Chỉ tiêu đưa ra cho cả năm 2023 là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 0,15 đến 0,2%. Số lao động có việc làm tăng thêm 16.000 lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và dạy nghề đạt 73%. Tây Ninh vui mừng với kết quả là tỉnh nằm trong nhóm có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu này với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi hộ thoát được nghèo sẽ là thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, tán sỏi thận qua da, kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, hiệu quả cao, nay đã có thể thực hiện ngay tại Tây Ninh. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, kỹ thuật tán sỏi qua da này cũng đã được Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng chính thức triển khai với sự hợp tác chuyên môn cùng các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị bệnh và hội chẩn kỹ trước khi mổ, các chuyên gia đã thực hiện chuyển giao từng bước kỹ thuật này qua nhiều ca tán sỏi được thực hiện trong cùng ngày tại bệnh viện. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân đã được theo dõi, chăm sóc và có thể đi lại nhẹ nhàng ngay ngày hôm sau. Vết mổ nhỏ dưới 1 cm nên đau sau mổ ít. Bệnh nhân cảm thấy hoàn toàn thoải mái và yên tâm sau điều trị. Những ưu điểm vượt trội của tán sỏi thận qua da bao gồm đau sau mổ ít, khả năng xử lý sỏi tốt, hạn chế mất máu và nhiễm trùng vết mổ, tính thẩm mỹ, thời gian hồi phục ngắn. Đặc biệt với những trường hợp sỏi tái phát sau mổ hở trước đây, nếu mổ hở lại sẽ rất khó khăn do dính và mất cấu trúc giải phẫu thông thường, tán sỏi thận qua da có thể là lựa chọn hiệu quả. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng đã thực hiện triển khai kỹ thuật tán sỏi hiện đại, ít xâm lấn này trong phục vụ điều trị sỏi thận cho người dân Tây Ninh. Bên cạnh đó, với lợi thế đầy đủ thiết bị và đa dạng các kỹ thuật điều trị sỏi niệu hiện đại, ít xâm lấn, cùng sự tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành từ thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ mang đến cho người dân nhiều lựa chọn điều trị không chỉ phù hợp với nhu cầu mà còn đem lại hiệu quả cao, chi phí hợp lý. Để được tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe cũng như đăng ký thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, người dân có thể liên hệ qua hotline 0276 383 6991, 0941 6969 39, qua ứng dụng Bệnh viện Hồng Hưng đăng ký khám bệnh trên CH Play và App Store. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội không chỉ mang trong mình bề dày văn hóa lịch sử mà còn chứa đựng cả một nền ẩm thực độc đáo riêng có. Ẩm thực Hà Thành còn là sự kết tinh ẩm thực của mọi miền đất nước, là sự thẩm thấu, tiếp biến tinh hoa của ẩm thực thế giới. Như sự phong phú về màu sắc và nguyên liệu, tinh tế, đa dạng trong cách chế biến, những món ăn ẩm thực Hà Nội không chỉ làm say lòng thực khách phổ thông mà còn thuyết phục ngay cả những chính trị gia hay các nhà ẩm thực uy tín. Phần cuối chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với Hà Nội cùng trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn nơi đây. Không khó để bắt gặp hình ảnh những chính trị gia nổi tiếng, nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới khi đến Việt Nam vui vẻ ngồi ăn bún chả, bánh mì, uống cà phê trong các quán nhỏ hay ngay trên vỉa hè. Mới đây, tháng 6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có buổi trải nghiệm ẩm thực Hà Nội tại một nhà hàng nằm trong khu phố cổ. Ở đây, ông Albanese đã dùng bữa trưa với bánh mì, bia hơi Hà Nội và một số món ăn đặc trưng khác. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Australia Benny Wong đi dạo ngắm cảnh Hồ Gươm và thưởng thức cà phê trứng trên phố Đinh Tiên Hoàng. Những hình ảnh của các chính trị gia khi dạo phố thưởng thức các món ăn trên phố cổ không chỉ khẳng định sức cuốn hút của ẩm thực Hà Thành mà còn truyền tải thông điệp về một thành phố vì hòa bình, thân thiện và mến khách. Rất nhiều các cái ẩm thực của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế thưởng thức. Chẳng hạn như là chúng ta đã được Tổng thống Obama đúng không, thưởng thức bún chả, hay là những cái nem của Việt Nam khi mà ra các cái cuộc thi của thế giới thì cũng được lựa chọn rất là nhiều.
hay là họ đến Việt Nam thì họ biết đến món phở. 100% khách quốc tế đến với Việt Nam đều yêu thích ẩm thực của Việt Nam, dù là ăn ở đường phố hay hoặc ăn trong nhà hàng sang trọng 5 sao thì cái điểm đầu tiên họ đều nói với chúng tôi là cái ẩm thực của Việt Nam là hàng đầu thế giới, rất là ngon. Đặc biệt, Hà Nội đã thực sự trở thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn trên bản đồ thế giới khi có 48 nhà hàng được vinh danh trong hướng dẫn Michelin 2023. Trong số đó, có 3 nhà hàng được gắn một sao Michelin, giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.